Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Vẫn là khung giờ bản thuộc quý anh em 11 giờ, 19 giờ Bonsai Trường Thi giới thiệu cây những chủng loại dòng khai thác nha. Rồi tiếp tục giới thiệu với anh em một cây hải châu. Một cây hải châu dáng tam đa nhưng mà có một cái cành huyền. Cây này khá là nghệ thuật quý anh em. Cây khá là nghệ thuật. Rồi kính mời quý anh em ta xem tổng thể cây nha. Xem thì kiểu camera xa một chút, bên quên em xem cho tổng thể coi. Cái này là cái tam đa nhưng mà đặc biệt nó có một cái cành hiền khá là đẹp mắt nha, khá là nghệ thuật. Cái này một có một cái bộ đế rất là lớn luôn, chứ nữa sẽ quay gần hơn cho quên em xem. Rồi, mình sẽ thi đo vào một vài thông số. Rồi, vành đế là 36 nha, 36. Vành eo tại vị trí này là 30, 30. Cây có tổng tán chiều cao tới từ mặt chậu lên là 55. Bảy 75 75. Rồi chiều ngang nó tầm khoảng 50 nha, khoảng 50 của đây 50 nha. Chậu đây là chậu tròn, rồi còn đường kính chậu là 31 nha, đường kính là 30 30. Rồi mời quý em ta xem cái phần đế của cây. Đây, quý anh em xem kỹ phần đế nha. Cây rất là có bộ đế rất là đẹp. Đây, cái vành vành cố tại vị trí này là 30 nha quý anh em. Cái khu này là 30 nè. Vành đế thì lớn hơn, cây này thì bộ đế là khá ok rồi, rễ này. Đây là những rễ xuống đây nha quý anh em. Cây này đế khá đẹp. Có những cái đường thông. Đường thân có những cái đường gấm khúc khá là ok, cây đẹp những cái này, phòng rất là đẹp. Cây chi cành thì tương đối nha, cây dòng lá cũng đẹp luôn. Những cái dòng lá này thì những cây này thì nó khai thác cũng khá lâu rồi. Cây đặc biệt cái cây này bộ đế rất là đẹp, bộ đế đẹp, mình em xem. Cây này đặc biệt nó có một cái tam đa nhưng mà có một cái cành huyền. Có một cái cành huyền xuống rất là hay. Cây có một cái tâm cây rất là hay. Rồi, mời quý anh em xem tổng thể cây nha. Mời quý anh em tổng thể cây. Cây này thì phí ship nó rất là cao nha quý anh em. Dịch vụ bây giờ nhận cái phí ship rất là cao. Cây này phí ship tầm 500, công đăng kiện này kia với lại phí ship cho bên này có 500 rồi. Đây, cây hai châu này thì quay sang thì giao lưu với anh em giá là 4 triệu 7, 4 triệu 7 bên sang thì bao ship nha. Rồi 4 triệu 7 bao ship. Thì tiếp tục thì giao lưu với anh em một cây hải châu, cũng là một cái dòng mà dòng quen thuộc, một cái dòng quen thuộc, một cây rất là đẹp nha quý anh em. Cây này có bộ đế cực kỳ đẹp nha. Chỉ cần thì làm theo lối thiên nhiên, chơi theo lối tự nhiên quý anh em về, vì quý anh em có thể chúng ta tự làm lại chỉ cần nha. Nên thì để chơi góc này theo thiên nhiên. Cây này có cái bộ đế cực kỳ khủng nha, xíu sẽ quay của anh em xem thêm phần đế. Cây này một cái dòng lá nhỏ và cây đang phát triển rất là sung mãn nha. Rồi cây này đo cái thông số cây này ra thông số tổng vành của nó là 60-70 nha, 71 tính 70 cho anh em luôn. Đây rất là đẹp. Cây này rất là tương lai của anh em. Kích thước cao 40,
phủ tán là khoảng 55 nha, là khoảng 55. Chậu này là chậu Bát Tiên Oval, kích thước là 43 và chiều cao chậu là 14. Anh em cố gắng ta xem kỹ video nha. Rồi cây này, cái bộ đế này rất là lớn nha em xem. Thì nó trên đây nó có một phần lũa, nhưng mà không sao, tại cái dòng khai thác thì ta đương nhiên ta phải có những cái lũa rồi, rất là đẹp. À, chỉ cần thì ok, xem thì để thiên nhiên của anh em phía sau đây cũng rất là ok nha. Đây là ta phủ thêm cái phần xe dừa này, cái bộ đế rất là đẹp. Đấy. Cây quanh 71, cây này dòng lá đẹp luôn, cây đang phát triển rất là tốt. Của anh em nào nuôi thêm thì chúng ta sở hữu cây này về chúng ta nuôi thêm, cây rất là khỏe cây. Một cây Hải Châu, Hải Châu cây này một người bê nặng nha, một cây bê nặng. Rồi bên sân thi quay thêm một vài vòng cho anh em xem tổng thể cây nữa, bên sân thi báo giá cho luôn. Một cây Hải Châu có hoành bề đế rất là khủng, hoành 70. Cái này làm theo lối thiên nhiên, chưa theo lối thiên nhiên. Mặt đây chưa mặt tiền. Đây chơi mặt hậu nè, những cái có khủng như thế này thì càng kịp nha bữa nay, càng kịp nha. Rồi cây này thì bên sàn thì giao lưu với anh em giá là 3 triệu 7 nha, 3 triệu 7 bên sàn thì bao ship. Rồi kính mời của anh em xem kênh hợp ý thì gọi điện trực tiếp bên sàn thi, số điện thoại bên sàn thi luôn để trên màn hình. Rồi tiếp tục giới thiệu cây trước mắt của anh em là một cây trà Phúc Kiến nha, một cây trà Phúc Kiến thần quái. Xíu nữa sẽ quay gần cho quý anh em xem. Kính mời quý anh em xem tổng thể cây. Dòng trà thì bên sang thi cũng giao lưu nhiều nha, nó rất là thích hợp với khí hậu nóng, khí hậu lạnh. Phía quý anh em phía canh bắc cũng ủng hộ bên sang thi cũng nhiều, nhiều chủng loại này. Rồi đo thông số cho quý anh em xem, cây này là cây quái nha quý anh em. Rồi cây này cái hoành, cái hoành thân, cứ hoành thân đây, hoành thân tại cái vị trí đo là 22, 22. Rồi cây này nó có một cái nu nha, đây cái một cái khối nu này đo đo tổng cái nu cho quý anh em xem, tổng cái u đó cho quý anh em xem, hoành của khô cũng khá lớn quý anh em. Rồi cái hoành là 38 nha, hoành cái khối u là 38 nha. Đây. Rồi cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn thì khoảng 30, 35, 35. Đấy. Tán thì khoảng 30. Chậu này là cái chậu cũng khá là cũ rồi em quên. Chậu này cũng khá là lâu nha. Chậu này chậu cũng đất đất nung cũng khá là lâu. Chậu này thì cũng tầm hơn 30 năm rồi nè. Những cái chậu này ngày xưa rồi nha. Khá là lâu rồi. Một cây trà, cây cũng đang cho hoa trái nha. Đây chung dòng này thì nó hoa trái quanh năm của đây, lá nó già, cứ lá nó già nó ngã cái màu vàng như này thì nó cây nó sẽ cho trái, hoặc còn khi mà chúng ta lật lá đi, lật lá thì nó sẽ bung đọt non thì nó cũng sẽ cho hoa trái, cũng khá là nó cũng khá là dễ, khá dễ chăm sóc. Đây là lá nó già già vàng của đây, già bung 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 hoa. Rồi cây trà này thì bên sàn thi giao lưu với anh em giá là 1 triệu mốt nha, 1 triệu mốt bên sàn thi bao ship nha. Một cây trà Phúc Kiến Giáng Vinh nha, rất là cây này thành phẩm rồi nha, cây này thành phẩm rồi. Cây này tầm trung một người bê, cây này tầm trung một người bê nặng tay của này rất là ok nha. Của này cây này chỉ dành rất là dè rồi, cây này thành phẩm rồi. Trà Phúc Kiến thì nó cũng rất là dễ chăm sóc nha, nó là họ trái quanh năm. Rồi cái này có cái quanh,
quanh thân tại vị trí này nó là 25 của anh em, 25 nha. Rồi cây này có chiều cao là 70, 68, 68. Phụ tán thì nó khoảng 65. Chậu này là chậu chữ nhật kích thước là 39 nha. Chiều cao chậu là 10-11. Cây trà dáng vàng nhân. Cây này thành phẩm rồi, cây này đang cho hoa trái. Hoa trái của này. Cây đang cho hoa trái nha. Cái này thì của anh em về người ta chơi thôi, chăm sóc người ta chơi. Cái này chỉ cần này quá là ok rồi. Chỉ cần rất là kín tán và rất là thành phẩm rồi. Cây nó cho hoa trái quanh năm. Dạo này cũng khá là dễ chăm sóc. Cây rất là đẹp. Cây này có bộ đế cũng khá là hay của anh em. Anh em xem phần đế nha. Đế nó trải. Đế trải khá đẹp. Đấy. Ok nha quý anh em. Cây rất ok nha. Cây này hạng tầm trung, một người B. Nặng tay của anh em, một người B nặng tay. Rồi của anh em sẽ xem thêm một dòng nữa sẽ phi báo giá giờ luôn. Cây trà Phúc Kiến thành phẩm. Rồi cái này bên sàn thi giao lưu với anh em giá là 2.200.000 bao ship nha. Rồi 2.200.000 bao sàn thi bao ship.